Hello mọi người, mới mua được ba lon lía nè. Mới mua được ba cái lon lía. Lía này á, người ta thường là sẽ bán buổi trưa để cho phơi cho nó nóng cho mình ăn. Mấy mọi người, đã, dạ thử nha. Để tay cao cho mọi người. Này là thường à, ăn cái súp mè. Nó chạy ra mấy lon mình không biết ăn. Súp mè, bảo được. Người ta phải làm chín lúc đó là ăn liền chứ sao mua vậy được. Đây mọi người ăn thử nha. Ăn là cắn thành công nha bà đăng xứ. Vừa phơi là ăn liền. Ăn này là tao nhờ muối mọi người. Nhờ cái muối không ạ? Mặn mặn cũng ngon. Đây đi gọt cho mọi người coi nha. Thì nóng nóng nó sẽ hơi chín chín vậy nè. Đó, cái mình ăn. Ngon quá. Có mấy lần mình ăn không được. Có mấy lần mình mua mọi người, mình ăn không được. Cái thứ nhất là chắc là do chưa phơi đủ rồi nữa sao? Phơi phơi chưa có đủ nắng á, mà thấy tay dông á, chợ mới ăn vô tâm gần một à, ăn vô tâm gần rồi. Nên là nhầm khi ăn chua lèm không biết sao nữa, là do mấy lần mình ăn bị vậy à. Mà mình lướt mình nghe ai cũng nói ngon hết trơn, mà mình ăn mấy lần là mấy lần đều bị xui chứ. Mà ăn bị xui mà nghe tao nói ngon, cứ bất cứ lướt cái hay tao nói ngon, cứ bất phải ăn cho bằng được, phải ăn cho bằng được thôi. Cũng ngon, liếm liếm muối ngoài cũng đã. À. Mình cắn ở trong thì cái mỏ nó sẽ hở ra. Thì cái mỏ nó sẽ hở ra. Thường ta sẽ dậy buổi trưa. Tại chưa có nắng ta phơi cho chín xong ta giao cho mình. Chứ không phải tự làm nha, không biết à. Nhiều quá. Bữa nay mới ăn được miếng ngon nữa. Cái này mình mua 3 lon á là 45.000. Cái này mà mình nhậu với bụi đế được không ta?